Đây, xin chào các bạn, đây là cái cục mô bên trường nha. Mô bên trường. Đây là cục mát tốc độ. Đây, thay thế cho em đây. Thay thế cho cục mô bên trường của Exeter 135. Con này lay 150 rồi. Giờ nó lay cái cục mô bên trường độ này. Đó, thì nó chạy nó mới giữ được nha. À, đây là một cái câu nhãn hiệu cá mập. Các bạn mua đúng nhãn hiệu này thì chạy nó mới full lực nha. Đấy, hàng của Nhật Bản. Này chạy thì không rồi đủ mơ. Một dòng máu đỏ, hai dòng máu tươi. Đây, đường kính của nó 14-20. Các bạn thấy là cái cục mô bên trường của nó có đèn. Có đèn báo nè. Có đèn báo bên trong. Và nó có cái mùi dắt. Hôm nay mà thấy nó khác hoàn toàn so với cái cục mô bên trường ring. Cục mô bên trường ring thì nó cái khúc này nó ngắn, khúc này nó dài. Còn bên trường bộ thì cái khúc này rất dài. Ngắn. Có lẽ là dọc hết với nắp trong này chứ cái gì quá dữ nè. Trời, cái gì vậy, nhau mé ra. Dạ, tao quay cái cục môi trường đổ cho cái sinh thường 150. Khi các bạn lên 150 các bạn sẽ bị cái cục này cũng đen đi. Cục này thì nó mới ngô nha. Đây các bạn nhìn cái tên nó gọi là mô bên trường cá mập. Dấu đứng lên, mô bên trường cá mập nha. Đây mô bên trường cá mập. Điều sáng này các bạn nói là bán cho cục mô bên trường cá mập gắn cho Accenture cho 50. Đó, sẽ đưa bạn cục này. Cục ring thì chạy nó ngon nhưng mà lửa nó lên không có mạnh bằng cục này nha. Ép lửa lên rất mạnh, bao lực nữa. Lên phun dàn đồ chơi. Giờ chỉ thiếu cục mô bên trường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái cục mô bên trường này vô test nha. Gắn vô làm. Gắn vô luôn. Này coi thử dần chơi mỗi môi trường bằng cái gì. Cái này cát rồi nhưng mỗi cát hả, quay lấy rèn cát nè. Ok, đợi dần chơi đi lấy kéo cát nha. Ngày cố gắng trợ lực sườn nha. Thôi, chuối ù đầu chưa. Đục mày con không có gắn vô được nữa là không được. Bấm nó vô rút ra. Bấm vô đi thôi, bấm vĩnh lên rồi. Chà, có cảm giác không vậy? Hả? Chạy cái cảm giác mạnh yếu à? Chạy là biết là nhắm mắt là thấy đó. Chạy tính làm gì đó. Tôi nó quậy ghê chứ. Bắt là tự chế. Bó nào? Bắt này có bó nào? Dơ, ngồi dậy.
đạp lại năm nổ rồi. Dạo này nè coi. Người ta bế nó giữ cái bô trời. Để qua đây.